Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Hát Music. Mình là Hậu và hôm nay trong chuyên mục review guitar thì mình sẽ mang đến mọi người một cây guitar đang rất là hot và cũng rất là ngon đến từ thương hiệu Flamenco. Mọi người có thể xem nhé. Đây, thương hiệu Flamenco. Rất tuyệt vời. Rất là hay và đặc biệt. Thì bây giờ chúng ta cùng xem tại sao mình lại nói là nó đặc biệt và nó hay. Thì bây giờ mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng mình nhé. Thì đầu tiên luôn luôn là mặt top. Cái đàn này chúng ta sẽ có mặt top được làm bằng gỗ cedar full solid. Đây, mọi xem rất là đẹp. Rất tuyệt vời. Thì cái đàn classic khi chúng ta làm bằng gỗ cedar, cái mặt này chúng ta làm bằng gỗ cedar thì nó sẽ cho ra âm thanh rất là ấm, rất là trầm. Nó đầy đặn với cái phần bass nhiều hơn. Lưng và hông thì chúng ta sẽ có gỗ mahogany. Mình thấy hãng này tuyển chọn những bộ gỗ mahogany là rất là tuyệt nhé. Vân cườm ngang rất là nhiều luôn nha mọi người. Đây, óng ngắn rất là đẹp. Nó không chỉ là đẹp không mà nó còn cho ra âm thanh rất là tuyệt vời nữa. Vì những cái vân cườm ngang này thì là vân già thì nó sẽ ra được nhiều hơn. Càng già, gỗ càng già thì vân nó sẽ càng nhiều. Nó sẽ càng nhiều cườm hơn nhé mọi người. Đấy. Mọi người có thể thấy rất là tuyệt vời luôn. Mahogany thì âm thanh thì khỏi phải nói rồi. Nó rất là sáng và nó cân bằng. Đây, mọi người có thể thấy là âm chép của nó. Đây, nó rất là sáng. Thì cái đàn này có cái mặt thì là gỗ nó sẽ trầm, còn cái lưng và hông thì gỗ sẽ sáng. Thì kết hợp lại, mọi người có thể thấy là âm rất là đều, cân bằng nhé. Đấy, âm một rất là cân bằng tiếng luôn. Cái này nó rất là tuyệt vời luôn nhé mọi người. Về cần đàn, chúng ta sẽ có cần đàn được làm bằng gỗ mahogany luôn nhé mọi người. Đấy, mahogany. Và đầu đàn chúng ta có thể thấy là người ta làm rất là kỹ lưỡng. Đây, thường những cái đàn đắt tiền thì họ mới làm kỹ như thế này thôi nhé mọi người. Không có một lỗi lầm nào trên cái đầu đàn hết. Đấy, rất tuyệt. Khóa thì chúng ta có khóa vàng, tay nắm màu trắng, rất đẹp, vặn rất là êm luôn nhé mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ngựa và mặt phím được làm gỗ cẩm lai. Loại gỗ này rất là chắc chắn, theo thời gian thì lâu dài chúng ta không có sợ nó bị cong vân hay là nó bị nứt xé gì đấy, rất là yên tâm nhé mọi người. Cái đàn này thì được gia công và hoàn thiện bằng nước sơn bóng, rất là bóng. Mọi người có thể thấy là nhìn qua ánh đèn này, chúng ta có thể thấy là đèn ra rất là tròn chỉnh, rất là đúng y hệt với lại bóng đèn ở ngoài đời thật. Đây, bóng đèn ở ngoài đời thật nó tròn như thế này là chứng tỏ là chất sơn rất là ok, rất là tốt. Đấy, hầu như không có lỗi nào hết, không có một lỗi nhỏ nào hết mọi người nhé. Rồi, đấy là sơ qua về phần ngoại hình. Chúng ta cùng xem là con đàn này có một chiếc EQ như thế nào nhé mọi người. Đây, hãng lắp sẵn cho chúng ta một chiếc EQ Flamenco. Đấy, rất tuyệt. Nhìn rất là công nghệ, nhất là rất là đời mới luôn. Chúng ta cùng xem là trên cái chiếc EQ này có những chức năng gì nhé mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ mở nút EQ thì ở đây chúng ta có một nút Power và Volt. Power và Volt. Chúng ta sẽ nhấn giữ khoảng 2 giây. Đấy, nó sẽ hiện cái nút xanh này lên là kết nối được ok rồi nhé mọi người. Thì trên EQ này đã tích hợp sẵn cho chúng ta một cái loa ở bên trong cùng đàn. Nhà sản xuất đã lắp sẵn một cái loa ở trong đây, nên là chúng ta không cần phải kết nối ra mixer thì mới có thể chơi được, mới có thể sử dụng được chiếc EQ này, mà chúng ta có thể sử dụng trực tiếp trên cái đàn luôn nhé mọi người. Đấy, đây chúng ta có hiệu ứng. Đầu tiên là phải nói về hiệu ứng reverb. Reverb chúng ta
ta cảm giác như là đang ngồi trong một cái phòng kín chơi và không có một chút tạp âm nào hết nhé mọi người. Đấy, về reverb. Bây giờ chúng ta sẽ tắt reverb đi. Reverb thì ở đây chúng ta sẽ vặn cái nút tròn màu đen ở bên ngoài này. Đây là nút reverb. Còn nút màu trắng này, màu xám chứ, màu xám này sẽ là delay. Chúng ta sẽ vặn delay lên một chút, khoảng để một nửa đi nhé mọi người. Đây, chúng ta sẽ cùng xem là cái delay nó sẽ như thế nào nhé. Khi mà mình hết đánh nó sẽ vẫn kêu. Đấy, mọi người xem nhé. Đây, chúng ta không cần phải kết nối ra loa nhé mọi người. Đây, chúng ta sẽ chơi trực tiếp trên đàn luôn, vì hãng đã sản xuất, đã trang bị sẵn loa ở trong thùng đàn. Đây, mình sẽ làm một vài câu trên cái hiệu ứng này nhé. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng bật cả reverb và delay lên và cùng chơi kết hợp với bản nhạc xem sẽ như thế nào nhé. Mọi người có thể tinh chỉnh sao cho phù hợp reverb và delay, sao cho phù hợp với lại bài hát mình chơi và ý thích của mình. Mình sẽ để vừa thôi nhé. Rất tuyệt vời. Đấy là phần hiệu ứng effect. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng khám phá một chức năng nữa của chiếc EQ này, chức năng Bluetooth. Đây, mọi người có thể thấy nút này chính là nút Bluetooth. TBT đây, TBT và mic đây nhé mọi người nhé. Thì chúng ta để khởi động cái Bluetooth này, chúng ta sẽ nhấn giữ 2 giây như lúc như là chúng ta mở volume vậy, như chúng ta mở cái power bên này vậy. Đấy, thì để kết nối được Bluetooth của cái đàn này, chúng ta sẽ lấy điện thoại ra và kết nối. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm là cái MG Muse này. Đây, mình hãy xem đây, mình đã kết nối sẵn rồi và có thể mở được nhạc ở trên chiếc EQ này, ví dụ như vậy. Đây là nó đang kêu bằng loa, đây là nó kêu bằng loa của điện thoại. Thì trước khi mọi người mở được thì mọi người phải ấn 2 lần. Đấy, chúng ta có thể thấy nó sẽ kêu ở trong này nhé mọi người. Đấy, nó sẽ kêu ở trong thùng đàn chứ không phải là kêu ở chiếc điện thoại nữa. Mọi người có thể dùng nó để bật backing track hoặc là nhạc karaoke để chúng ta có thể lead theo. Đấy, rất là tuyệt vời. Và còn phần mic. Mic ở đây. Phần mic là cái nút Bluetooth luôn đấy mọi người. Nếu chúng ta bật lên thì khi mà cắm ra loa, cắm ra mixer thì nó sẽ có tiếng thùng, nó sẽ kêu bộp bộp bộp. Khi chúng ta đập thùng nó sẽ kêu như vậy, nó sẽ kêu ở trong đây. Đấy, có một bộ mic ở trong này để chúng ta có thể thu tiếng mic nhé, thu tiếng thùng nhé mọi người.
Đấy, đây là toàn bộ về chức năng của chiếc EQ này. Mọi người có thể thấy và tham khảo. Mình thấy đối với cá nhân mình thì khá là tuyệt vời. Một chiếc EQ có thể làm được nhiều thứ như thế này. Nhất là nó được tích hợp sẵn ở trên cây đàn của mình thì nó sẽ rất là tiện lợi cho mình để mình chơi như là đi du lịch hoặc là gặp gỡ bạn bè. Không cần phải mang chiếc loa nó là cộc cành đi. Đấy, tuyệt vời lắm nha mọi người. Mọi người nghĩ sao cho mình biết dưới phần comment nhé. Và bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm âm thanh mộc không có tiếng hiệu ứng nhé mọi người. Còn bây giờ là tiếng có hiệu ứng, effect và reverb trên chiếc đàn GX35 Pro này. Và vừa rồi là về phần âm thanh, ngoại hình cũng như là cấu hình của em đàn GX35 Pro này. Hanmusic rất là mong đã đưa đến mọi người một cái nhìn trực quan nhất trước khi chúng ta có thể đến và trải nghiệm thực tế tại các cửa hàng. Thì mọi người cũng có thể ghé Hanmusic tại số địa chỉ là 7-40, khu phố 8, phường Hôn Hoa, Biên Hòa, Đồng Nai để trải nghiệm và rước em nó về với giá là 8,5 triệu đồng. Một mức giá cũng mọi người có thể đánh giá là có hợp lý so với một cái đàn tuyệt vời như thế này không nhé. Rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Video của em đến đây là kết thúc. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.